ăn đồ chiên không giờ hoặc là để nướng. Cái này tối đa là 210 độ. 210 độ là để chiên. Và nếu mà hâm chúng ta bấm xuống cho nó còn 150 thôi. Rồi chúng ta lấy cái nồi nướng này, trong này dầu mỡ nhiều lắm. Mấy tháng, 2-3 tháng ta làm một lần, cho chanh với nước nóng 50-60 độ. Rồi cho nó ngập cái vị này, ngập cái vị đây, đừng có ngập quá, ngập vừa không có nó bắn dữ lắm. Rồi chúng ta bỏ vô đây, có thể cho chanh hoặc là nước rửa chén. Nước rửa chén ta cho mấy giọt. Chỉ có nước rửa chén thôi nhá. Hoặc là baking soda. Baking soda thì chúng ta cho một bằng là nửa muỗng này thôi. Nếu mà không có không cho chanh thì chúng ta không có nước rửa chén thì chúng ta cho baking soda. Rồi cho tí giấm. Nếu không có chanh thì cho giấm. Và hai thứ này thì nó tốt hơn. Nước rửa chén này cho nó ngập trong này, bỏ vô trong này. Nó sẽ bắn dữ lắm. Nó sẽ bắn dữ lắm, cho chúng ta phải lót trên, lót dưới để cho nó khỏi bắn, bởi vì cái nồi này trong này nó sẽ dơ nó. Chúng ta cho 5 phút thôi. Hạ xuống 150 xong, xong rồi chúng ta cho 5 phút thôi. Sáu phút cũng được. Chúng ta bấm. Ê, tí là nó sẽ bắn lên dữ lắm. Thôi thì nó sẽ bắn lên dữ lắm. Nó phải che chắn để nó bắn lên dữ lắm. Tích mà nó bố như tích dầu không à. Đấy, sau đó sau 5-6 phút thì chúng ta đưa ra. Chúng ta đổ đi. Đổ dầu vô cái chén hay là cái tô gì đó chúng ta đưa ra rào chúng ta đổ. Rồi chúng ta rút chùi rửa cái đó bằng nước rửa chén, ta chùi rửa lại bằng nước rửa chén, nước sôi chúng ta xối cho nó sạch.